Xin chào mọi người và đặc biệt là các chị gái tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người tuổi Giáp Dần nữ mạng về cái tử vi của năm Canh Tý 2020 cũng như cái vận hạn của 6 tháng đầu năm đối với tuổi của mọi người nó tốt xấu ra sao ở như thế nào để mà đón vận. Đối với cái mọi người mà Giáp Dần thì cái năm Kỷ Hợi 2019 này cũng không phải là một năm có nhiều cái thành công như là mong đợi, bởi vì dù sao đi nữa thì cái sao kế đô của một cái ngôi sao mang hành thổ nó đem đến quá nhiều cái sự hung hại, cho nên là dù được năm lục hợp là Dần với Hợi của địa chi nhưng mà nó chỉ tốt về mặt tình cảm gia đạo, không có nhiều vấn đề xào xáo. Tuy nhiên là một năm làm ăn gặp rất là nhiều cái bất trắc không thuận lợi, đặc biệt là những cái người mà có liên quan đến đất ở trong cái năm Kỷ Hợi vừa rồi. Và hôm nay đã là cuối tháng 11 rồi thì không mấy thành công, không mấy tốt đẹp. Người Giáp Dần mà nữ mạng thì vốn dĩ là một trong những cái tuổi người ta nói là có cái mệnh số chữ Giáp mà đứng đầu thiên can, có mệnh số chỉ huy, tức là họ có cái khoa ăn nói, họ có nói cái gì, họ có cọc cằn đi nữa thì cũng có nhiều người nghe, tức là ra lệnh được người, cung nô bộc rất là mạnh mẽ, cho nên là nói chuyện rất là ok. Đó là cái sở trường, gọi là cái may mắn của người Giáp Dần. Người Giáp Dần mà nữ mạng làm việc ở trong cái môi trường cơ quan hãng xưởng thì thường tại thì tại thì cũng phải 5-3 đứa lính ở dưới tay, chứ không thể nào là lính được. Cứ là làm gì làm thì cũng phải có sự chỉ huy của người khác. Đó là một cái điều rất là hay của người Giáp Dần. Người Giáp Dần mà đặc biệt là làm ở trong cái ngành mà có quân đội công an thì thường thì là vững chãi, hay được làm cấp lãnh đạo. Đó là cái mạng số của người Giáp Dần, cả nam lẫn nữ mạng đều như thế. Nhưng mà nam mạng thì lận đận tình duyên, nữ mạng thì đỡ hơn một chút, tại vì thường là chồng sẽ sợ. Người Giáp Dần dữ lắm, cho nên là chồng sợ, vừa có số là chỉ huy lại là người tuổi Dần nữa, cho nên là thường chồng sợ. Cho nên mà người nào mà cái gia đình nào mà thấy có chồng mà sợ vợ thì thường là hạnh phúc, ít có khi nào có cái chuyện mà bậy bạ xảy ra. Nói vui ở ngoài lề những tí xíu cho tuổi Giáp Dần thôi, chứ còn thật sự ra thì em đã làm về cái thiên tính, cái vận hạn, cái thiên tính, cái gọi là cái cá tính của riêng người Giáp Dần thì em đã làm rất là nhiều ở trong những cái video clip về Giáp Dần trọn đời và Giáp Dần ở những năm trước, em có trình bày nói rồi. Thì bây giờ mình chỉ xoáy vô trong cái việc là tử vi của năm Canh Tý đối với người Giáp Dần như thế nào. Một năm có cái chữ Canh nó khắc chữ Giáp, tức là có cái sự không tốt đẹp về cái thiên can, thử xem như thế nào về công việc. Rồi, những người mà Giáp Dần á thì sẽ là những người sinh vào 23 tháng 1 năm 1974 cho đến là ngày 10 tháng 2 năm 1975 dương lịch, là những người chịu sự chi phối của mệnh Giáp Dần. Đó ha, là rồi. Mạng thì là Đại Khê Thủy. Tướng tinh thì con trâu. Nhưng mà xương thì con cọp, nhưng mà tướng tinh thì con trâu. Thường người ta nói là con dòng hắc đế, thường là cái này là những người thuộc dạng là con nhà có cái sự giàu sang của quý, tướng rất là sang. Đối với cái năm mà Canh Tý là một năm thổ, như vậy xét về trụ mạng của năm thì là người mệnh thủy mà gặp năm thổ là tương khắc, thổ khắc thủy mà, cho nên là chủ về một năm không tốt đẹp về sức khỏe, dễ đau ốm. Khi mà thổ khắc thủy thì bổn mạng bị năm tương khắc thì phúc tinh và tài tinh vì thế sẽ không được hưởng lợi cái sự sáng của cái bổn mạng mình, thì nó sẽ mất đi phần nào cái tác dụng. Lát nữa mình sẽ xét cái mà lập trong cung đặc mệnh của mình, cung xung chiếu, cung tam hợp, cung nhị hợp thì cái sao phúc tinh với tài tinh thì nó như thế nào. Nhưng mà thường thì bị cái năm tương khắc bổn mạng như vậy á, phúc tinh và tài tinh nó sẽ mất đi nhiều lắm tác dụng. Để xem coi là phúc tinh tài tinh gì ha. Rồi, sao chủ của năm
là tiếp tục là một ngôi sao có vẻ là đỡ đần hơn cái sao Kế Đô của năm Kỷ Hợi này. Đó là một ngôi sao gọi là sao Vân Hớn. À, đây là một cái ngôi sao chủ về rối rắm và hàng ta. Tuy nhiên công việc thì lại là bình thường. À, rối rắm nhưng mà công việc thì tiến triển bình thường, có tài lộc nhưng không quá lớn. Sao chủ này chỉ đem lại rối rắm và hay đem lại tai nạn thôi. Đây là một cái hung tinh mà mang hành hỏa, cho nên đó là có sao Vân Hớn chiếu mạng thì không tốt đẹp cho phần sức khỏe, đặc biệt là những cái người ở bụng bệnh đường máu huyết. Hơn nữa công việc làm ăn ở trong cái năm mà có sao Vân Hớn chiếu mạng này thì nó không mấy ảnh hưởng, dù là nó là một hung tinh nhưng nó không ảnh hưởng đến công việc làm ăn, cho nên là có thể cái công việc của mình là vẫn tiếp tục phát triển. Đề phòng cái chuyện là thị phi khẩu thiệt, người ta nói là sao Vân Hớn mà đem lại rối rắm nạn tai mà, cho nên là như thế. Chú ý giữ gìn sức khỏe, đề phòng thương tật và đau ốm, nhất là trong cái khoảng tháng 1 và tháng 2, hai cái tháng thổ của năm này, tháng 1, tháng 2 và tháng 10, tháng 11 của cái năm canh tí này, là nó sẽ không mấy. Lát nữa mình sẽ xét dòng thêm cái vận hạn 6 tháng đầu năm để mình biết tại sao nó không tốt ha. Nên gọi là gì, nên đề phòng chuyện quan sự ở trong nhà không yên, người ta xúc vật thì khó nuôi, người ta nói là như vậy. Rồi đó là cái sao. Còn về hạn á, thì hạn của năm á, đối với người mà Giáp Dần nữ mạng á, là hạn ngũ mộ, một trong những cái ngũ cái hạn là gây ra hao tài mất của, nhưng mà nó là nhẹ thôi, đúng không? Người ta nói hạn ngũ mộ là chủ về hao tiền tốn của, khiến cho cái người mà gặp hạn này á thì tâm trí bất an lo âu, nên tránh mua đồ hoặc là tránh những cái việc mà làm mà không có ngay thẳng, sẽ dễ tạo cho cái sự là không có vui vẻ và luôn luôn lo lắng và gây ra hao tài. Đặc biệt là năm này thì không nên cho ai mượn tiền, gặp hạn ngũ mộ là đặc biệt là không cho ai mượn tiền, vì là mượn là một đi không trả lại, dù thân hay dù như thế nào, thậm chí là anh em ở trong họ cho mượn cũng chắc mất luôn. Nga nữ mạng nhớ cẩn thận, người nữ mạng Giáp Dần thì la lôi nói dữ lắm, nhưng mà tỷ tê một chút là móc tiền ra đưa ha. Năm này mà tỷ tê, nghe tới tỷ tê tới đâu, đưa tới đâu là mất tới đó. Giáp Dần năm nay là hao tài mất của. Mới đập cái tí. Rồi, đó là hạn. Còn vận niên, tiếp tục là vận niên xấu, với vận niên trư phùng hỏa, tức là con heo mà bị quay, heo quay á. Năm cái đô này vừa rồi là cũng đã là một cái vận niên không tốt rồi. Tiếp tục, năm này là vận niên cũng không tốt nữa. Người ta nói cái vận niên mà trư phùng hỏa là cái hình tượng con heo mà gọ ở trên lò quay á, đó, nó rất là nóng nảy. Cái năm đem đến những cái chuyện mà phiền hà nóng nảy. Người ta nói là heo quay á là món ngon, ví dụ heo quay là món ngon, nhưng mà mình là con heo bị quay thì rõ ràng là thiệt thân mình, ngon bị người ta thiệt thân mình. Cho nên là năm với cái năm canh tí này, làm cái việc gì cũng phải để ý cẩn thận, coi chừng thiệt thân đó ha, dễ mang họa. Và cái năm này là đừng nên nóng nảy, gặp chuyện mà thí dụ xui rồi bất bình thì phải bình tĩnh lại để mà rút ra cái kinh nghiệm để mà mình vượt qua, chứ càng nóng nảy càng lao tới thì càng thiệt hại nhiều thôi, chứ không được cái gì hết á ha. Giáp Dần ha. Rồi thiên can á là canh khắc giáp, rõ ràng đây là năm khắc thiên can. Một cái thiên can thì nó thường nặng về phần công việc, mà năm khắc thiên can này thì những việc lớn không nên phát triển. Mới trải qua năm kế đô, 3 năm tam tai vừa dứt ha, dứt cho cái sao kế đô, là năm nay là tới thiên can tương khắc, thì báo hiệu rằng là một năm có những cái biến chuyển không tốt đẹp lắm ở những cái việc mới khởi tạo. Cho nên là đừng có nên khởi tạo cái gì ở trong năm này, mà nên là tiếp tục cái việc cũ ổn định mà bước tới, chậm nhưng chắc. Chứ còn mà đừng nóng nảy ở trong năm này mà thấy mấy năm kia thất bại rồi năm nay còn chút, bung ra làm đi luôn.
đó là cái năm mà thiên can tương khắc về thiên can. Còn địa chi dần gặp tí là tự chủ bên ngoài, không hình hại cũng không tương khắc nhau. Như vậy thì cái phần địa chi là cái ngọn, cái thiên can là cái gốc, cái phần địa chi là cái ngọn, thường nói về gia đạo tình cảm thì nó không gặp xung khắc như thế này thì là tốt đẹp về mặt tình cảm gia đạo, không quá lo lắng. Vốn dĩ người Giáp Dần là người có tiếng nói ở trong gia đình, cái gia đình của mình, chồng hay là con gì đó, nhưng mà người Giáp Dần là có tiếng nói, con cái rất là nghe lời, cho nên là thôi thì cũng có phần tốt đẹp. Rõ ràng với cái năm, tuy là không phải năm bị sao chủ cực xấu, đó là sao kế đô chiếu mẹ, tuy nhiên là xét về năm cũng không phải năm tam tai, cũng không phải là một cái năm quá xung khắc, nhưng mà xét từ đầu tới bây giờ, nãy giờ là mình không thấy cái gì là tốt đẹp hết đối với người Giáp Dần ở trong cái năm tới. Phải nói rằng nhìn sơ cái mặt bên ngoài như thế này thì Giáp Dần được mình chấm chỉ có 3 điểm cho cái năm Canh Tý tới thôi. Thôi, đặc biệt là với bổn mạng và thiên can. Bổn mạng thì tương khắc, thiên can cũng tương khắc. Là sức khỏe và công việc là đối với mình là không tốt đẹp rồi. Cho nên là người Giáp Dần nữ mạng hãy tiếp tục bình tĩnh, chịu khó thêm một năm nữa rồi mới đến cái sự ổn định. Người Giáp Dần đặc biệt là cái khoảng thời gian mà vào đại vận, họ vào rất sớm, thường là bắt đầu từ khoảng từ 34 cho tới 43 là đã vào đại vận. Sau năm 43 cái tự nhiên cái nó quay, mà trong đại vận lại chịu tam tai. Trong đại vận thì có 26, 27, 28 là 3 năm tam tai, nó lại chơi vô như vậy. Cho nên bắt đầu đây vô đây là có những năm là liên tiếp nó cứ trồi sụp mà thấy là đi xuống không. Cho nên này người Giáp Dần nhớ cẩn thận. 10 năm cái người mà vào vận sớm, vào vận mà thường người Giáp Dần mà nói vui chứ còn đa phần 70% các chị Giáp Dần hiện tại là những người nắm tài sản chứ không có khổ như những người khác. Cùng là mệnh đại khê thủy nhưng mà Giáp Dần với Ất Mão thì Ất Mão nhiều khó khăn hơn, sóng gió hơn. Giáp Dần bây giờ thì nó thật sự là đã từng, nếu mà người nào bây giờ không còn thì cũng đã là người đã từng nắm tài sản lớn, có thành công, nhưng mà vì một cái lý do gì đó ABCD đúng không, rất là nhiều thứ quyết định sai lầm. Nhiều khi mình vận niên tốt, mình ỷ lại quá mà mình không đề phòng những cái chuyện xấu, mình đưa ra những quyết định sai lầm vẫn có thể dẫn đến thất bại, cho đến ngày hôm nay không còn gì, tài trắng chia sẻ gia đạo, gia đạo không có còn trọn vẹn. Tuy nhiên mà người Giáp Dần thì đa phần ở thời điểm này thì đa phần là những người này đang nắm tiền tài, số tiền lớn, không lớn gì trong tài vài tỷ thì cũng có tài sản, do là người Giáp Dần rất là giỏi về ngoại giao, sắp xếp và có tính chỉ huy, cho nên là dụng người được. Một mình làm không giàu, nhưng mà nhiều người làm cho mình thì mình sẽ rất giàu. Đó là cái điểm tốt. Thường cung nô bộc của người Giáp Dần rất là tốt. Rồi, đó là cái vẻ bề ngoài của cái năm Canh Tý. Khó nhiều hơn là tốt. Thì bây giờ mình xét xem cái là cái cung đặc mệnh, cái cung xung chiếu, các phúc tinh và tài tinh bên trong nó có nhiều hay không. Biết nói biết đâu ở ngoài nó xấu như vậy, nhưng mà phúc tinh tài tinh mình nhiều, thí dụ mình có giải thần đi ở trong mệnh đi, thì thôi rồi, mấy ông kia có xấu mấy ông cũng phần nào không chết ha. Thì cung đặc mệnh của người Giáp Dần ở trong năm Canh Tý thì có các sao như Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Thổ. Lộc Tồn là vẫn có tiền tài chứ không phải là không có. Bác sĩ tràng sinh thì bác sĩ thì là sức khỏe không được tốt, giống như ở trên mình nói đó. Tràng Sinh, Bạch Hổ, coi chung chắc có Bạch Hổ đi trong đặc trung cung mệnh. Đây là một cái người ta gọi là phá tinh, nó khá là không tốt đẹp cho mình. Tuy nhiên mình cũng là hổ mà, cho nên gặp Bạch Hổ chắc cũng không sợ lắm đâu. Đặc biệt là Bạch Hổ đi sao thằng Tràng Sinh, tức là nếu như có thể nói là bác sĩ Tràng Sinh thì có thể tưởng tượng, nhưng mình có thể hiểu nôm na là đừng có sanh đẻ, đừng có gì hết ở trong cái năm này thì cũng không có gì là nguy hiểm với bộ mặt của mình. Người ta nói là cái năm này là có lộc có tài,
chứ mà chủ yếu sức khỏe cẩn thận như anh nói ha, ở bên dưới nửa phần dưới bệnh máu huyết, bệnh phụ nữ, cho nên là cẩn thận, đặc biệt năm này đừng để khỏi thai nghén. Các chị năm này cũng đã lớn rồi thì cho nên là chắc cũng không muốn sinh đẻ gì nữa đâu, ngán tới càng cổ rồi ha. Rồi cung xung chiếu thì được cũng khá là nhiều cái sao mà tốt đẹp, đó là các cái phúc tinh như là thiên khôi, thiên trụ, thiên mã, đi xa có lợi, thiên khôi, thiên trụ cũng đẹp. Tuy nhiên có tan môn đi cô thần, phi liêm và bệnh, đây là bộ sao chủ về cái việc mà có tan đối với những người lớn, đặc biệt là nam, có thể là ông bà ông hoặc là người lớn ở trong gia đạo của mình rất dễ có cái bệnh này, rồi tới dẫn đến mất mạng, hoặc là có thể là có tan người lớn ở trong gia đình. Nó là giáp dần là mình nói gia đình không có nghĩa là cha mẹ mình không đâu ha, có thể là bác chú rồi gì đó trong gia đình mình nắm chung trong gia đạo, đó là cái đó là cung xung chiếu. Cung xung chiếu là cái cung nhìn từ bên ngoài mình, nhìn xung chiếu vào mệnh của mình, có khả bên cạnh những cái sao như là thiên khôi, thiên trụ, thiên mã, đây là những cái phúc tinh, thì có tan môn, cô thần, phi liêm, bệnh, đây là những cái ngôi sao rất không tốt đẹp. Có thể không phải chi phối trực tiếp lên bản thân mình, mà có thể là chi phối trên gia đình chồng, gia đình gì đó ha, chứ không nhất thiết, tại vì sao mệnh của mình thì không có thấy vật sao chủ của ngay cả bản thân gia đình mình, những người thân lành. Cung nhị hợp thì có các sao như là Nguyệt Đức, Lâm Thao, Tiểu Hao, Tử Phù, Kiếp Sát, Phá Toái. Cung nhị hợp có Tiểu Hao là có hao tốn về tiền tài, Tử Phù, Kiếp Sát, Phá Toái, đây là nếu như các chị mà là người kinh doanh thương mại thì hãy cẩn thận, có người nhìn ngó công việc và đem đến cái chuyện phiền toái, đem đến những cái việc mà nó không tốt đẹp, kiện thưa và gây cho mình sự hao toái. Tuy nhiên đó là hãy nhớ rằng ông Tuần ông đi phía sau tất cả các phá và bại tinh này, thì phá và bại tinh bị Tuần hoặc là phúc tinh đi trước ông Tuần thì đều bị ổng cắt đầu hết 50%, cho nên có thể nói cái sự phá toái, cái sự phiền hà của Kiếp Sát, Tử Phù và Phá Toái và Tiểu Hao luôn thì nó cũng không quá lớn, không đem lại cái gọi là cái hậu quả nặng nề như là cái năm này với sao nó rất là xấu. Nên chủ sao chủ của năm Kỷ Hợi là sao Kế Đô, một cái gọi là cái phá tinh xấu nhất đối với người nữ mạng, và đặc biệt là những người mà bệnh thủy. Thì bây giờ bước qua năm nay với cái vân hớn thì ổng là một hành hỏa, dù gì nữa với mệnh thủy của mình khắc chế ổng, đại biện là mình còn có những cái phúc tinh, ngay cả ông Tuần là ổng không phải phúc tinh, ổng cũng không phải phá tinh, nhưng mà ổng đi sau những ông phá và bại tinh thì ổng khống chế luôn, cho nên là cái phần mà gọi là không tốt đẹp nó bớt đi, nó cũng nhẹ nhàng hơn. Như vậy thì rõ ràng là nãy giờ ở trong cái cung mệnh, cung xung chiếu, cung nghị hợp thì có nhiều hơn cái phúc tinh, tài tinh, chứ còn phá vào bài tinh không quá nhiều, đúng không? Rồi cung tam hợp thì lại bị quốc ấn, hoa cái, long trì, đế vượng, tướng quân, quan phù. Đây là một trong những một cái loạt phúc tinh đặc biệt cho những người mà đang ở trong cái làm việc trong cái môi trường mà cần cái sự thăng tiến. Đây là một năm rất dễ có sự thăng tiến với quốc ấn ha, rồi đi với long trì và tướng quân, đế vượng. Đây là một sao mà nói như cho dành cho những cái người sẽ rất là đem rất có nhiều sự tốt đẹp cho những người mà gọi là mình nói vui nói nôm na tranh chức tranh quyền, khó mà có thể tranh lại cái người giáp dần nữ mạng ở trong cái năm này đó. Tuy nhiên là bên cạnh đó cũng có Thái Tuế, Quan Phù, Lưu Hà và Thiên La. Đây là những cái ngôi sao, đặc biệt là Thái Tuế là một cái phá tinh
hay đem đến rắc rối rầy rà. Chứ mình đại loại có thể nói là không tranh lại mình, nhưng mà có thể là đem ra giật lớp áo của mình ra cho những người khác xem thẹo, đem đến nhiều phiền toái cho người dắt dần nữa mà. À, hãy nhớ rằng bên ngoài cái sự mà người đấu tranh, hãy để ý người nam mạng dưới trướng của mình nhưng mà lại là lớn hơn mình. Nếu như mình là một cái người làm trong cái cơ quan hãng sự, có một cái nhân viên là gì đó, họ cấp dưới mình nhưng mà lớn tuổi hơn mình, thì phải để ý nha. Cái đó là các chị phải cần phải để ý người này, sẽ coi chừng đem đến rắc rối cho các chị. Vốn dĩ người này là không ưa các chị rồi, thì càng phải để ý nhiều hơn. Họ sẽ bất chấp để mà lợi dụng cái năm mình bị suy xuyển như thế này mà ra tay. Như vậy thì mình đã chia sẻ với mọi người xong cái tử vi của năm Canh Tý. Bên ngoài thì khá xù xì, bên trong thì ngược lại có khá nhiều phúc tinh và tài tinh. Hy vọng rằng với cái sự tốt đẹp của phúc tinh và tài tinh, thậm chí là một chút nào đó may mắn khi phá và bại tinh luôn luôn bị tuần hay triệt án ở phía sau, sẽ đem đến nhiều cái nội tại bật dậy hơn ở trong cái năm này. Một cái năm mà xét về bề ngoài thì có đủ thứ cái việc xấu đối với các chị. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xét xem vận hạn 6 tháng đầu năm của các chị xét về tử vi nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên hết, tháng giêng của năm Canh Tý 2020 là tháng Mậu Dần, một tháng có địa chỉ là tháng tuổi. Như đã nói hồi đầu là mình đã nói là năm nay Văn Hớn sẽ xoay quanh tháng giêng và tháng hai nó hoạt động mạnh, và tháng 10 thì xem coi tại sao nó hoạt động mạnh, mà nó hoạt động mạnh thì cái tử vi nó có trợ giúp được hay không, hay là mình phải để ý nhiều hơn. Tháng Giáp Dần, tháng Mậu Dần là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng, tiếp tục bị tháng khắc bổ mạng, thổ khắc thủy, bản mệnh bị tháng khắc. Năm đã khắc bổ mạng, bây giờ tháng tiếp tục khắc bổ mạng, thì đây là tháng cực kỳ phải đề phòng bổ mạng sức khỏe của các chị. Có thể là sức khỏe không được tốt, hoặc là sẽ có những cái việc không tốt đẹp về tay chân, về tai nạn, cho nên là các chị nhớ cẩn thận. Thiên can là chữ giáp của các chị, khắc chữ mậu. Thiên can khắc tháng, công việc gặp khó khăn, gặp nhiều chuyện trái ý nghịch lòng. Nhưng mà dù sao đi nữa là các chị khắc tháng, cho nên có thể là phần nào các chị sẽ khống chế, vẫn giải quyết được. Công việc nó gặp rắc rối rầy rà, nhưng mà mình bỏ tâm sức nhiều hơn thay vì mình ngồi mình chỉ điều khiển bình thường. Nhưng mà tháng này mình phải bỏ cái tâm sức nhiều hơn mình mới vượt qua được. Địa chi Dần gặp Dần là năm sinh tháng tuổi, gia đạo tình cảm nhiều âu lo. Rõ ràng là cả tháng giêng, tháng khởi đầu của năm Canh Tý, thấy là không êm rồi đó. Mạng khắc tháng, thiên can khắc tháng, địa chi tháng tuổi. Như vậy là số bổn mạng, sức khỏe, công việc, tình cảm đều là xấu. Là các chị thì em sẽ cẩn thận tháng giêng này. Khẩu thiệt mà nhiều khi nó sẽ trong tình cảm gia đạo, đôi khi là nhiều khi người mình thẳng tính quá. Trong tháng giêng này tụ họp anh em thẳng tính quá sẽ tạo ra cái sự mất lòng. Cho nên nếu là các chị thì tháng giêng này tốt nhất các chị nên giữ mồm giữ miệng ha. Rồi tiếp theo là tháng 2 của năm Canh Tý. Tháng 2 của năm Canh Tý là tháng Kỷ Mão, mà tháng Kỷ Mão chắc chắn là tháng thổ. Như vậy tiếp tục cũng giống như tháng giêng, thổ khắc thủy, bổn mạng tiếp tục không tốt đẹp, xấu. Khi bổn mạng như vậy bị tương khắc hai tháng thì phúc tinh và tài tinh sẽ yếu đi, phá và bại tinh coi chừng nó hoành hành, nó đem đến nhiều điều không tốt đẹp. Hãy nhớ rằng ha, mà nãy em đã nói sao Văn Hớn nó hoành hành, nó làm cho cái người đương bị sao chiếu rồi, sao Văn chiếu mạng rất là nặng nề ở trong tháng giêng và tháng hai. Rồi thiên can thì giáp ất, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của giáp ất là mộc hết, cho nên ok, thiên can cái chủ xét về công việc của cái tháng hai tốt đẹp hơn tháng giêng, vượt qua được cái khó khăn. Địa chi Mão Dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy rõ ràng là tháng hai tích cực hơn tháng giêng, vì chỉ có phải chăm lo vô cái bổn mạng của mình, sức khỏe của mình thôi, không có quả để phần công việc và gia đạo tình cảm. Rồi tiếp đến là tháng 3, tháng
tháng 3 năm Canh Tý là tháng Canh Thìn, tháng Canh gặp năm Canh, mình chịu giáp. À, tháng 3 Canh Thìn là tháng Kim, như vậy xét về bổn mạng là Kim sinh Thủy. À, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe, phúc tinh và tài tinh, vì thế được hưởng lợi. À, điều này tốt. À, bổn mạng ok. Nhưng thiên can thì không tốt đẹp đâu. Thiên can chữ Canh của tháng khắc chữ Giáp, tháng khắc thiên can, công việc dễ lâm bế tắc, cẩn thận hao tài. À, đây là một cái điều không phải tốt đẹp đâu. À, mình đã bị thiên can của năm khắc rồi, bây giờ tới thiên can của tháng khắc, cẩn thận nhiều việc sẽ gây ra hao tốn tiền bạc ở trong cái tháng này, đặc biệt là coi chừng bị đâm sâu lưng ở trong cái tháng này ha. À, địa chi Thìn Dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tư khác nhau, như vậy gia đạo tình cảm không vấn đề, ok. À, điều tốt, hy vọng với cái kim của tháng nó tương trợ bổn mệnh thì phúc tinh và tài tinh nó phát huy tác dụng tối đa, sẽ phần nào khống chế bớt cái sự tác hại của cái thiên can canh của tháng và canh của năm tác dụng lên cái công việc làm ăn tài lộc của các chị ở trong năm này. Rồi tiếp tục là tháng tư âm lịch của năm Canh Tý. À, tháng tư âm lịch là tháng Tân Tỵ, tiếp tục là một tháng kim, như vậy bổn mạng được tương sinh, tốt về bổn mạng, sức khỏe, phúc tinh, tài tinh vững lại, ok. Địa chi Tân Giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc tài lộc của tháng này cũng không vấn đề, nó cũng giống như là tháng hai, ok. Không có xung khắc gì hết mà cũng không có tương hợp, cho nên là chỉ bình thường thôi, trung bình. Rồi địa chi Dần Tỵ, Dần Thân Tỵ, Dần Tỵ thì thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự quấy nhiều dưới bên yếu, quấy nhiều bên mạnh, cho nên là gia đạo tình cảm đề phòng nhiều rắc rối, đặc biệt là các mối quan hệ với những cái người đồng nghiệp sẽ tạo đến những cái mối hiểm khích, nó không có ok lắm. Rồi tiếp tục là địa chi. Như vậy thì tiếp tục là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ, mà tháng Nhâm Ngọ là tháng Mộc. Như vậy xét về trụ mạng là bị sinh xuất Thủy sinh Mộc, bổn mạng sức khỏe suy yếu, phải để ý một chút xíu ha. Thiên can thì chữ Nhâm với chữ Giáp không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Nhâm là Thủy, mà Giáp là Mộc, như vậy nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương sinh, tốt cho công việc, có sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi Ngọ gặp tuổi Dần gặp tháng Ngọ là nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất, tháng tam hợp. Tháng tam hợp thì tốt đẹp cho cái việc gia đạo tình cảm, mà nó còn tốt đẹp luôn cho cái việc các mối quan hệ xã hội, có thể là quý nhân giúp đỡ mình nếu mình gặp khó khăn ở trong tháng này. Đây là một cái tháng ngon lành về cái mọi điều, chỉ là bổn mạng bị suy yếu một chút do là sinh xuất thôi. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi tiếp tục là tháng Mộc, như vậy bổn mạng cũng sẽ giống như tháng 5, là bị sinh xuất, bổn mạng sức khỏe hơi yếu, cần cẩn trọng một tí xíu, các chị để ý nha. Rồi thiên can thì Giáp Quý không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cả Giáp Nhâm Quý thì thuộc Thủy, Giáp Ất thì thuộc Mộc, như vậy cũng giống như là tháng 5, với cái tương sinh về nạp âm ngũ hành của thiên can, sẽ có tài lộc tương sinh tốt nhưng mà không quá lớn, đừng có mong chờ. Địa chi Dần Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, như vậy là gia đạo tình cảm cũng tiếp tục được hưởng lợi từ cái sự tốt đẹp của tháng 5 đem qua đây, cũng tốt đẹp, không có chuyện gì quá xung khắc. Như vậy là ngon lành. Đó là cái vận hạn 6 tháng cuối năm, 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý 2020 đối với tuổi Giáp Dần nữ mạng của các chị. Có khá nhiều cái biến động, có tháng thì tốt, có tháng thì khá xấu, đặc biệt là tháng Giêng và tháng 3 phải cực kỳ để ý. Hy vọng rằng là những cái thông tin mà em vừa tổng hợp để chia sẻ với mọi người về tử vi của năm Canh Tý 2020 cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của năm 2020 sẽ là cái hành trang nhỏ để mà các chị
ứng dụng vào cuộc sống để mà có những cái thành công hoặc là hạn chế những cái xấu, những cái không tốt đẹp đối với tụi các chị. Một trong những cái tuổi mà anh nói là vốn dĩ là có sức chỉ huy, không chỉ huy được ở ngoài đời thì cũng về chỉ huy được cho gia đình, trong gia đạo của mình có tiếng nói. Nếu như mà các chị Giáp Dần xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho những người tuổi Giáp Dần khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi vào cuộc sống xin bấm đăng ký ở bên dưới. Kênh Anh Ba Tử Vi cũng vậy, bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các chị hoặc là tuổi của người thân. Rất vui và hẹn gặp lại các chị ở những cái video tiếp theo. Bye bye.